Theo Khánh thì Nong Chín Suối, Nong Phú Quốc với anh Trường Con thì ai giàu hơn à? À, chắc chắn thì Long Quốc giờ nó được tự do bên ngoài thì nó làm kinh tế thì chắc chắn nó sẽ giàu hơn, dù anh Trường thì 5 năm đi làm công ích rồi đúng không, ăn lương nhà nước làm có được tiền đâu đúng không, lao động công ích rồi. Nhưng mà nếu mà nói về bề dày thành tích ấy nhá, thì anh Trường anh ngang cả Manchester United luôn, tức là anh Trường đã được lọt vào ngôi đền của những huyền thoại. Long Phú Quốc thì muôn đời, Long Quốc có kéo view hay là nhảy múa hay là làm trò mèo đến năm 100 tuổi thì không bao giờ được xếp vào ngôi đền của những huyền thoại như anh Trường. Chính thức anh đã đặt hai chân vào ngôi đền của những huyền thoại, ngang với cả Maradona, Messi, Ronaldo, đấy, Mbappe nhá. Ok nhá, chứ đừng có đùa. Anh Trường là bề thành tích anh nhiều hơn. Theo Khánh thì Nong Chín Suối, Nong Phú Quốc với anh Trường Con thì ai giàu hơn à? À, chắc chắn thì Long Quốc giờ nó được tự do bên ngoài thì nó làm kinh tế thì chắc chắn nó sẽ giàu hơn, dù anh Trường thì 5 năm đi làm công ích rồi đúng không, ăn lương nhà nước làm có được tiền đâu đúng không, lao động công ích rồi. Nhưng mà nếu mà nói về bề dày thành tích ấy nhá, thì anh Trường anh ngang cả Manchester United luôn, tức là anh Trường đã được lọt vào ngôi đền của những huyền thoại. Long Phú Quốc thì muôn đời, Long Quốc có kéo view hay là nhảy múa hay là làm trò mèo đến năm 100 tuổi thì không bao giờ được xếp vào ngôi đền của những huyền thoại như anh Trường. Chính thức anh đã đặt hai chân vào ngôi đền của những huyền thoại, ngang với cả Maradona, Messi, Ronaldo, đấy, Mbappe nhá. Ok nhá, chứ đừng có đùa. Anh Trường là bề thành tích anh nhiều hơn.